Rồi, thì xin chào tất cả các anh em fan Pizza nha. Hôm nay lại tiếp tục đến kênh của Sơn Bạc Vlog. Thì hôm nay cũng khá là lâu, cũng gần hơn tuần nha. Mình chưa ra cái video nào hết. Thì do công chuyện cũng khá là nhiều nên mình không có đi quay nha. Rồi sau đây mình sẽ giao lưu với ông bạn nha. Ông bạn tên Vương Trần, đánh ông bạn chấp mình 50 điểm, quýnh 100 150. Ông bạn quýnh bị trắng chấp mình 50 điểm nha. Và nãy giờ ông bạn đi cơ điểm 3 điểm rồi, 3 điểm. Trái này sổ về nó đèn nó bị lồn nha. Đó, mình cu lê bạn 3 điểm rồi anh em. Còn mình cu lê bị hụt luôn, cu lê xa cũng khá khó nha anh em. Rồi tới cơ cùng bạn nha, cùng bạn được 3 điểm à. Đây có cô chủ quán mừng nước cũng khá là xinh nè. Này mà bạn ở nông thôn nha anh em, thải bạn nông thôn bạn mới mua á, xài loại bèn cũng khá là chất lượng nha. Rồi 1 ra đèn rồi không em, tại bèn mới lực nó chạy mạnh, quýnh đèn ra đèn rồi không, phải quen bèn mới gom được nha em, mà không quen bèn quýnh hôm nay cấp lồn luôn nè, bạn chùi xuống quá. Mình 1 điểm, bạn ông bạn Vương Trần 3 điểm nha. Và sổ về, sổ khá là hay nha. 3 điểm tính luôn nãy là 1 là 4 nha. Bây giờ mình tính lại một điểm thôi, nếu mình cộng lại mình ghi điểm lên bảng nha. Anh em pha này tiền cơ nha, thì cơ thì cũng ngon nha, nhưng mà có một cái đầu lơ đó, cái đầu cơ nó hơi bị cứng á, cái đầu rỉ tiền á thì nó thiệt cơ rồi hụt luôn nha anh em. Mình nãy giờ đi được hơn điểm mà nhiều hụt cho ông bạn Quân Trần là 4 điểm nữa. Rồi phần này ông bạn kéo hay là ông bạn quýnh cúp đây, ông bạn quýnh 3 băng về chống được tiếp rồi nha. 1 à, bi đạn cũng khó rồi. Hụt con em à, mới vô bèn mới lâu quýnh lại đây, bèn lạ nên nó cái không có bắt nhịp được trận đấu nha. Giờ sau thì sau khi dẻo tay rồi sẽ quýnh được nhiều nha. Và này mình tứ băng hụt luôn, rồi nãy giờ mình có được có 1 điểm à, bèn Vương Trần 4 điểm nha. Và này để đạn trong bạn Vương Trần 1 2 rồi quýnh quá mỏng luôn anh em, 2 điểm là 6 nha bạn, 6 điểm nữa. Rồi sau đây tới lượt cơ của mình. 1 pha này kéo nha anh em, 2
năm. Sáu. Bảy. Massage nha anh em. Tám. Massage hơi bị mạnh tay. Rồi 8 điểm, 8, 1, 9 nha mẹ. Nha anh em. 9 điểm rồi tới viện con bạn mua tròn. Bạn 6 điểm rồi, bạn đi tiếp nè. Mình 9 điểm rồi. 1 2 3 4 rồi pha này dư luôn nha anh em, dư móng 4 điểm cũng như 6 là 10. Mình 9 điểm đi tiếp nè. Hai. Ba. Pha này số hụt nha anh em, 4 điểm rồi. 49 là 13 nha. Rồi tiếp tục tới cơ của bạn nha. Rồi pha này đánh chạy cơ nha. Này cơ có chỗ vàng, cơ có chỗ vàng cái đầu cơ hơi dở nha. Cơ thì cũng ngon, cái đầu cũng hơi dễ. Đánh được cơ của mình đánh cẩy không trúng. Điểm đi tiếp. Bạn đang đánh trà đầu cơ nha. Đầu nó hơi cứng lắm. Cứng rồi tôi kéo kìa. Mà nó không ăn lơ nó, nói chung là đầu dở ấy. Lơ. Bạn thấy rồi. Tôi bằng. Tôi bằng một đẩy nha. Một. Gần quá cô lên. Một điểm là mày đưa cơ luôn mình nha. Một gì đánh là mất lực cơ nè. Chọn nắm tay không nói nó.
12. Điểm nhìn xấu quá. 3 4. Bà này quýnh hơi nhẹ, 4 điểm hơi nhẹ. Bà này quýnh hơi nhẹ, gần quá nhét tay á. Buộc phải hạ bằng cho quýnh nữa là nó buộc cơ. 5. Nhìn bị gần quá, giờ tay luôn. Quýnh hơi nhị lục nhìn em, hiếp mỏng quá, hơi nhị lục. Thẳng là bị cu lê cũng được nè. Cu lê thì chạy mất rồi, sợ. Sáu hai, chín hai tám rồi, biết có rồi. Chín. Anh nổ quýnh tay trái nha nè. Đây, chín điểm. Chín với lại mười là 19. Các bạn quan trọng nha, mình 10 điểm nha. Chỉ có ghi số điểm không? Không, bạn quýnh hai bằng dầu. Điểm chứ mép. Rồi lộn luôn. Một điểm là 11. Có lực mình quá. Không có tay nha. Bây giờ là có tay. Một cánh tay trái nha. Rồi tay trái quýnh xì thùi luôn. Tay trái mình quýnh không có quýnh tay trái. Quýnh tay nó không có độ chính xác. Một cái tay trái làm sao nó giật cơ á. Anh đứng mày thằng bạn rồi bạn muốn gấp ba bằng chân luôn tao lúc mình nha, giờ gà nha, mình là 19 điểm nha, ông bạn 10 điểm giờ đầu vậy chứ giờ cuối ông bạn cũng ghê nha. Xui giờ đầu ông bạn cái chân đơn giản mình thì bình thường là cơ ngang muốn ghê muốn có 20-30 30-40 cũng có nữa mà gặp cơ chấp mình là muốn gì á, anh em làm gì á, gặp cơ chấp muốn xa xa là tự tin một điểm nha, tạo kéo quá bén luôn, gần nó gần giao hàng một điểm là kéo khá tốt nha, 4. Sao em đón thật là người với lại người là 20 nha, 20
buông xuống.